Hello anh em, mình là Tú đây. Bên kia là Springvale Station. Sáng nay á khá là lạnh, quá lạnh luôn. Sáng nay mình dậy mình đi chiên lúc đó rất tầm 6-7 độ gì á. Giờ thời gian mình chạy lên trường. Hôm nay có vài báo cáo cũng phải nộp. Nó chạy lên trường trước. Hôm nay muốn chia sẻ với anh em cái cách mà các xưởng ở đây hoạt động làm sao, các xưởng cơ khí ở đây sẵn tiện cho anh em thấy cái quang cảnh mà buổi sáng ở đây người ta đi làm sao. Khúc bên này là xe bus nè, xe buýt đó, người ta chờ chờ xe buýt tới. Thường người ta đi làm đi học, ta lấy xe buýt ta đi á. Bên kia thì người ta đi xe lửa. Nhưng mà mình đi xe máy. Tại đi mấy cái đó một năm á cũng tốn gì đó tiền. Mình đi xe máy thì nó gọi là gì, tự do hơn. Tuy là lạnh á nhưng mà nó tự do hơn, mình thích cái sự tự do đó. Thì lúc mình mới qua 2011 á, nó như đi xe lửa. Đi xe lửa không á, mua vé thì để coi một tuần cũng 50 mấy đồng, 50 mấy đồng một vé, mà chỉ đi được khoảng cách là tầm 30 cây thôi. Thì từ nhà mình lên tới cái chỗ mình đi học là ở City, ở chỗ gọi là ở trung tâm á, thì cũng tầm 30 cây. Đi cái đó thì tốn một tuần là 50 mấy, nhưng mà cái giá vé không có giữ nguyên nha, mỗi năm nó mỗi tăng, mỗi năm mỗi tăng ha. Còn xe máy á, quên, chưa hết, còn phải tính tiền xe buýt nữa. Tại vì đi xe lửa xong á còn phải chuyển xe buýt, hoặc là đi mấy cái khác chuyển xe buýt ra rồi đi nữa, cho nên sẽ cộng, nó phải cộng thêm tiền là xe buýt nữa. Cho nên thành ra một tuần chứ cũng phải gần mà 70-80 đồng á, 70-80 đồng tiền tiền đi mấy 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 cái này không. Ghê vậy. Thì sau này mình mới mua một chiếc xe máy mình để đi, mình để tiết kiệm được rất là nhiều. Thì 2012 á, hồi 2012 á là mình mua một con 125 nhỏ xíu à. Thì con nó chạy đúng là tiết kiệm thiệt. Mà từ 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 mê quá thì không chỉ vì tiết kiệm mà sau này còn đam mê nên mua xe lớn chạy. Thì tính ra nó cũng không mắc hơn đi mấy cái này bao nhiêu đó. Tại nếu mà tính tiền đăng ký một năm á, xe chiếc này tầm 600, chia ra thì mỗi tháng 12 tháng đó, chia ra xong rồi chia theo tuần nữa kia, số tiền nó càng rẻ nữa. Tiền xăng thì một cái chiếc này một tuần chắc mình đổ tầm 30, thì tính ra cũng đâu có bao nhiêu đâu, tiết kiệm hơn rất là nhiều, mà được thoải mái nữa, không được tự do. Anyway, nãy mình nói á, là mình muốn chia sẻ với anh em á, là cái cách mà các workshop ở đây á, như các cái xưởng sửa xe ở đây hoạt động sao á, là ở đây á, người ta rất là gọi là gì ta, có sự hợp tác. Thì giống như mà bạn không biết cái gì á thì hoặc là bạn gặp khó khăn á, bạn có thể gọi điện cho một cái trung tâm khác để hỏi, mà người ta sẽ trả lời cho bạn. Người ta sẽ không tới sửa cho bạn, nhưng mà nếu như mà bạn mà gặp problem quá khó khăn á, bạn mang xe tới sửa người ta sẽ sửa cho bạn với cái giá khác, với cái giá thấp hơn so với giá cái giá mà bạn 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 lấy của khách, thì bạn sẽ ăn được cái khoảng 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 giữa đó. Thì ở đây là nó như vậy á, ta không có giấu nghề, hỏi sẽ trả lời, và có cả cái sự hợp tác nữa. Thì mình thấy mình sống ở Úc á, từ hồi 2011 mình mới qua, mình đi làm cho người Việt, cái quán người Việt á, quán phở, nó thẳng ra là quán phở An ở dưới Sydney á. Thì chủ phở An á là cô họ của mình, thì lúc đó mình cũng làm ở đó một thời gian cũng gần 2 năm. Thì mình thấy cái văn hóa làm á, của bất cứ ở Việt Nam, tuy là Việt Nam ở Úc nhưng mà vẫn chưa có văn hóa là hợp tác. Thì việc ai nấy làm, nói chung là ganh đua ganh ghét, việc ai nấy làm, muốn muốn làm việc nhẹ,
còn những việc nặng thì nói chung là định nọt hay nọ để làm được làm việc nhẹ mà lương cao ở vậy đó. Mình thấy rất là mắc cười. Sau này mình mới chuyển qua mình làm đi giao đồ ăn cho mấy cái nhà hàng Tây, thì ở đây hoạt động rất là cực kỳ gọi là cái gì khớp với nhau. Nó làm sao ta, nó gọi là teamwork á, nó hoạt động với nhau, nó giúp đỡ lẫn nhau, mọi người trong chỗ làm á giúp đỡ lẫn nhau. Đồ ở trên kia có chiếc bệnh cảnh sát kìa, thì nó hoạt động giúp đỡ lẫn nhau ha. Mình chỉ là một thằng đi giao đồ ăn, nhưng mà đầu bếp á, khi mà họ rảnh tay họ vẫn ra họ phụ mình chất đồ lên xe rồi này nọ, thì mình rảnh tay mình cũng vô phụ họ xếp đồ vô tủ lạnh hay là chuẩn bị đồ nấu. Nói chung là cái văn hóa mà teamwork giữa Việt và Tây nó rất là khác nhau. Thì ngay cả bây giờ hiện tại mình đi làm ở cái chỗ mà sửa xe ô tô á, xe hơi á, thì mình cũng áp dụng cái văn hóa là teamwork, hoặc là giúp đỡ lẫn nhau vô cái môi trường đó, thì mình thấy đó là cái công việc đó, nó suôn sẻ hơn rất là nhiều. Thì tuy là trên cái tờ giấy mà gọi là job card, tức là cái tờ giấy phân công làm việc á, thì có ghi rõ tên ai làm cái gì, thì mà không, job card chỉ có hai thợ chính thôi. Nhưng mà thí dụ mà mình làm xong hết một phần này mà mình đang chờ cái phụ tùng á, để được chuyển tới, thì mình sẽ nhảy qua mình giúp cái người thợ bên kia. Thì làm như vậy á, giúp qua giúp lại á, thì công việc nó sẽ nhanh hơn. Mà công việc nhanh hơn á thì chủ vui vẻ thì mình ngồi chơi cũng chủ cũng chả nói gì, đúng không? Thì nó có nhiều lợi ích lắm. Ê, nhưng mà cái này không có áp dụng cho học sinh nha. Ý là một thằng học bài mấy thằng kia ngồi copy bài nha, cái đó không phải là ý cái ý mình muốn truyền đạt nhé. Đây là chiếc tại vì học sinh á là cái trường hợp khác. Học sinh những cái mà project, những cái dự án lớn thì làm chung, ok, cái đó là hợp lý. Tuy nhiên kiến thức á là phải là của riêng, và có thể teamwork ở đây á là nếu như mà không hiểu thì hỏi, thì người bạn nó sẽ trả lời nhiệt tình, thì giải thích này nọ. Chứ đừng có ham ganh đua mà được điểm cao rồi giấu rồi không chỉ này nọ. Cái đó nó không phải văn hóa. Đấy là một chiếc không này, không phải cái nào phải police. Đó không phải không tốt. Mà nói thiệt luôn không hay. Thì đúng là cuộc sống là một cái gì đó gọi là ganh đua. Nhưng mà không phải lúc nào cũng thắng đó. Đôi lúc cũng phải thua. Lúc cũng phải thiệt thòi để học được cái gì đó. Hồi nhỏ mình rất là hiếu thắng, cho nên cái gì cũng muốn thắng, chơi thể thao chơi gì cũng muốn thắng. Nhưng mà từ từ lớn lên đó, mình sẽ thấy thắng là được cái gì, thắng đâu được gì đó. Mà thua cũng vậy, thua thì nhiều khi mình còn học được nhiều hơn là thắng. Tại vì khi nhiều khi mình thắng, mình nghĩ là mình giỏi nhất, mình không thèm học thêm, không thèm gì á. Cho nên là cuộc sống mà thua thiệt chút xíu cũng chả sao đâu, nhiều khi thua thiệt lại được lợi cho mình á. Thì lúc trước mình đi làm cũng nhất là cái lúc mà 2015 á, mình đi làm ở một cái chỗ sửa xe cho nhỏ, ở đó cũng có một thằng thợ sạc cái chổng rồi. Ở chổng mà mình chỉ bị ăn hiếp thôi, vô bị chửi cái sao không biết gì vậy, you fucking know nothing bro. Nó nói gì á, everyday luôn á, nó nói mỗi ngày luôn, nó kêu mình không biết gì á. Thì lúc đó mình không biết mà, thì mình cần phải học mà. Giờ không lẽ mình chửi lộn nó làm chi, chửi lộn nó có thắng mình cũng bị đuổi thôi đó. Cho nên mình cũng nhịn nó để được Eric là người chủ cái shop lúc đó mình làm thì được dạy thêm. Thì nó thấy nó chửi mình hoài, nó cũng chán thôi. Thì nó cũng bắt đầu nó dạy mình, nó chia sẻ kinh nghiệm của nó với mình. Thì thằng đó thì cũng khó đến nỗi, nói chung là làm quen thì nó cũng chỉ dạy chút xíu, nó cũng chia sẻ kinh nghiệm. Nhưng mà được cái á là nó vẫn có tinh thần teamwork, tại nó thấy có mình vô mà mình làm chậm á, thì nó vẫn chỉ cho mình để cho cái công việc nó đi nhanh hơn. Chứ không phải là nó muốn nó là thợ duy nhất ở trong đó rồi
làm công việc ganh đua hay nọ bị chậm trễ công việc. Cái đó thì theo mình thấy là không phải cái văn hóa ở đây. Đó đại loại vậy đó. Cho nên nếu như các bạn trẻ nào mà đang coi cái video này á, thì hãy thay đổi cách nhìn về thay đổi về cách nhìn ở cho cuộc sống xíu, chê bạn, giúp đỡ bạn, nhưng mà thân quá cũng đừng có thân quá ha. Chỉ cần giúp đỡ bạn trong lúc khó khăn được rồi, giúp đỡ bạn trong những cái trường hợp gọi là phải nói chung là khi nào mà có cùng mục đích á, có cùng một cái hướng đi á, thì hãy giúp đỡ lẫn nhau ha, chứ đừng bỏ rơi ai đó. À quên nữa, hồi nãy quên nói, cái người thợ thứ hai ở trong chỗ mình làm á là phụ nữ, mà chị ta lớn hơn mình tới 10 tuổi rồi, mình là 92, bả là sinh năm 82, cũng gần 40 rồi, 37 rồi, lớn tuổi rồi mà phụ nữ làm thợ máy thì dĩ nhiên mình phải giúp đỡ. Thì cái này không phải là do là phụ nữ đó mình mới giúp nha, cái này là lúc nào cũng phải trên tinh thần là phải giúp đỡ. Mình làm sao cái này nhảy qua cái kia mình phụ, làm sao cái này nhảy qua cái kia mình phụ, thì bả làm xong cái của bả cũng nhảy qua mình bả phụ mình để cho công việc nó trôi chảy hơn đó. Đây là cái đây là cái chia sẻ của mình hôm nay về cái tính cách không phải cái tinh thần làm việc với nhau và hợp tác lẫn nhau á. Đối với những cái shop sửa xe ở Việt Nam, mình nghĩ nếu như mà các shop á mà hợp tác với nhau á, làm việc với nhau á, không nhất thiết là chia sẻ, hợp tác với nhau giúp đỡ lẫn nhau á để phát triển á, thì mình thấy cái đó hay hơn á. Chứ mình nói chuyện với nhiều thợ Việt Nam á, thì mình không nói tên đâu, nhớ chuyện với nhiều thợ Việt Nam á, họ nói mình hỏi ủa sao cái này anh biết mà anh biết mà anh không sửa giúp mấy shop khác. Anh mới nói coi là gì sự giúp mấy shop khác rồi món công nó lấy khách của mình luôn sao. Mình thấy cái câu trả lời đó đúng có một phần thôi, một phần nhỏ. Nếu như mà nhìn về sâu xa rộng hơn xíu á, anh nghĩ đi, nếu mà bất cứ ở nơi nào á mà chia sẻ khách với nhau á, tất cả các shop đều cùng tiếng. Nếu như mà bạn giỏi nhìn hơn xíu á, thì bạn nhiều khách hơn. Còn những shop kia á, ví dụ mà bạn đông quá, bạn chia khách lại, ý là bạn kêu khách đó qua bên kia làm thì để chia sẻ khách. Chứ bạn ôm một đống vô nhiều quá trời, làm không xong hoặc làm ẩu, dẫn tới bị mất danh tiếng, thì bị mang tiếng nữa. Cái đó cái suy nghĩ của mình thôi, mình không đề cập, mình không gọi là áp đặt cái suy nghĩ của mình lên người khác. Đó là cách nghĩ của mình. Nếu như mình ở Việt Nam, mình đi làm, mình mở shop thì mình cũng sẽ như vậy thôi. Mình sẽ giúp những người mà không biết sửa giùm, làm giùm người ta, xong rồi mình làm rẻ hơn để người ta còn hưởng được cái phần ở giữa. Ủa bị gì đó? Thôi cái vlog của mình tới đây là được rồi, mà cũng gần tới trường rồi. Hẹn anh em trong các video kế tiếp của mình nha. Lâu lâu ta tâm sự đời thôi mà, thì vui. Ok, bye bye anh em nha.